Mến chào cả nhà. Hôm nay mình may một cái bâu lá sen viền hai lớp như hai lá bâu luôn. Lá sen vừa mềm mại và may rất là nhanh luôn. Mình sẽ không may keo nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng xem và chúc cả nhà xem vui vẻ, may mắn, an lành. Khi may cổ áo này thì mình nẹp, mình may xong rồi mình khóa khóa góc trường phân gửi nè cả nhà, để mình làm cái bao áo á nó xong mình mới đính nút chứ không có chồm qua. Xong rồi mình trải cho nó để mình xây cái cổ. Và khoét cái cổ áo này thì thường á, vô cổ này là hai phân, thường là áo sơ mi căn bản là 6 rưỡi thì mình sẽ vô thêm là 8 phân rưỡi, 8 phân rưỡi nha. Rồi mình xuống cái này thì nó là 6 phân, mình xuống cổ sau là 6 phân. Còn thân trước mình để thẳng gì cho cả nhà xem cho dễ, nhớ là trừ nẹp nút vô nha. Thân trước thì mình vô là 8 phân, xuống cổ là 9 phân. Đây, xuống cổ là 9 phân là mình sẽ khoét được cái cổ áo này, cổ lá sen. Mình không có pha keo nha, mình xếp vải như vậy. Mình xếp vải đôi nè, cái này cũng vải đôi nè. Mình pha theo cái vòng cổ, bằng vòng cổ nè. Mình lấy ngay vai nè, lấy dấu vai nè và dấu giữa cho chính xác. Rồi mình cách vô 1 phân cộng phân mai nha cả nhà, nhớ là cách vô để mình mai ngay đây cho chính xác, tại vì mình còn đường viền á nên mình lấy xích vô. Đây, cái cổ mình pha đó là mình lấy như thế này nè, vải đôi. Vải này nó không có giãn quá nha, nó cũng dày dặn. Bề ngang cổ là 14 phân. Ngang cổ này là 14 phân. Cổ này cũng là 14 phân luôn. Rồi phía trong mình vẽ thêm một lớp lá cổ nhỏ nữa. Vẽ trên này là mình đo là 9 phân rưỡi. Mình sẽ đo nguyên vòng 9 phân rưỡi hết. Và đặc biệt ở hai cái đầu này thì này là mình cho 3 phân thôi. Khúc đầu này mình cho 3 phân, khúc này mình cho nó 4 phân. Và cái ngang này là 5 phân. Đó. Một hồi mình viền và cắt vải viền. Nguyên cái vòng cổ này thì mình sẽ cắt rất là nhiều vải viền rất là dài. Trước khi mình pha cổ nhớ làm dấu cho nó kỹ như cả nhà, dấu vai, dấu ở giữa vai. Chính xác. Đây là sợi dây viền mình đã cắt sẵn và đã cuốn biên. Cuốn biên cái này rồi khỏi mất công vắt sổ đạp. Đây là 3 phân rưỡi, mình cắt 3 phân rưỡi đi là cuốn biên nó vừa. Chiều dài của hai lớp viền gút nhúng này thì cả nhà mình lấy nó là khoảng 400 cm, tất nhiên là 4 thước các cả nhà, thì mình viền nó dư ra là vừa đủ. Thêm một sợi vải xéo này thì dài 50. Mình đo cái vòng cổ mình sẽ cắt dư ra chừng 4 5 phân thì nó hay hơn. Để mình viền cái vòng cổ khi mà mình nhúng xong cái lá bâu. Đây, cái này là mình cắt nó đúng 2 phần, khi mình viền ốp vô là nó vừa luôn nha cả nhà, nhớ là vải xéo. Rồi mình đi rút nhúng cái sợi dây này, thì rút nhúng này thì mình cũng có cái chân vịt để mình rút nhúng, còn bạn nào quen tay thì nhúng như mình cũng được, là mình dùng cái kéo bấm mình đùa như vậy thì nó cũng nhúng vào, hoặc là mình đạp mai hai đường chỉ, lượt hai đường chỉ thưa cái nhà rồi mình rút nhúng thì nó cũng đều tay luôn. À, nhớ cái sợi nhúng này là nó là 400 cm, tất nhiên là 4 thước á, cả nhà nhớ cắt 4 thước, chiều dài chiều ngang là 3 phân rưỡi. Khi vắt cuốn biên vắt sổ xong thì mình nhúng xong là nó vừa cái bâu. Khi gút nhúng xong rồi mình sẽ đặt lên mình nhúng cái lớp bèo bên trong trước. Đây lớp bèo là mặt mình úp lên trên đó, mặt úp mặt với đó mình đẹp
mình đạp cái đường lá bâu, và khi mai cái lá bâu này thì cả nhà nhớ là mình phải kéo ở phía vải dưới để khi mà mình mở cái lá bâu ra nó không bị nhăn, tại vì khi mình may như vậy nè thì nó hay bị gút đùa ở phía vải, lớp vải ở phía dưới, nên nhớ là khi may mình phải vuốt vuốt kéo kéo vải nó ra để khi mình lật cái lá bâu ra nó mới thẳng cái lá bâu nha cả nhà, nhất là mấy cái đường cong là mình phải hơi kéo ở phía dưới lá bâu, may hết vòng lá bâu bên trên rồi mình tiếp tục may vòng lá bâu phía dưới, nhớ là vắt sổ hết nha cả nhà, vắt sổ đường viền về cái bâu mình cũng vắt sổ luôn, rồi mình coi cái đường biên bề mặt vải mặt úp mặt thì mình may mình lật ra, thì nhớ là khúc đầu này đừng có nhúng vì nhúng nó không có đẹp, khúc đầu mình cách vô khoảng 2 phân đi rồi mình hãy may cái bâu bốn cái đầu bèo áo, là cả nhà nhớ đừng có nhúng ngay đầu bèo, xích vô một chút mình hãy rút nhúng đó, khi may mình nhớ là kéo kéo, nhất là cái chỗ đồ cong như này nè mình không, mình phải kéo hơi một tí để vải nó không có đùa đùng lại, khi ủi ra cái bâu mình sẽ thẳng nó sẽ đẹp hơn, và khi may vải cứng chừng nào thì mình sẽ kéo nhiều chừng nấy cả nhà, tại vì khi mình may gì nè tự động cái mái may nó sẽ đùng ở phía dưới, nó nhăn ở dưới hơn, nên mình may mình phải kéo. May 2 lớp bèo xong rồi thì mình xịt nước và mình sẽ ủi cho nó nằm về phía xuống dưới hết như vậy nè, đó. Và khi mà ủi đây, đó mình ủi nó thẳng. Mình không có dùng keo, mình chỉ dùng vải thôi nha cả nhà. Ủi 2 cái lá bầu sen nằm nguyên cái bầu xong rồi mình cắt gọt ngay cái đầu bầu nè. Mình gọt cho nó ngay lại theo cái vòng cổ nó tròn lại. Hai bên mình đều gọt hết là xong một cái lá bâu sen rồi, bây giờ mình ráp vào cái thân áo, khi ráp vào mình để cái bâu nó trùng khớp với cái vai nè, mình có làm dấu phấn sẵn hết rồi, nên khi may rồi mình lấy cái vải xéo 2 phân nè, đó may 3 lớp nha cả nhà, một lớp thân áo rồi bâu cổ và một lớp vải xéo viền, khi mình may cái đường thả đường cổ này xong rồi đó thì mình sẽ dùng kéo bấm dài dài hết, tại vì cái vòng cổ tròn bắt buộc mình phải bấm thì lật xuống nó không bị gịch cái cổ đó, mình bấm thưa 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 ra nguyên cái vòng cổ bấm hết, bấm cách khoảng 1 phân 2 phân đó, rồi mình cắt cái này nè, mình bẻ vô đó, bẻ vô bẻ vô, nếu mà cái đường tưa nhiều quá thì cả nhà cắt gọt lại rồi mình bẻ vô như vậy nó sẽ gọn cái bâu cổ lại nè, mình đẹp mình may cái đường may nhuyễn bên đây, đây mình may nhuyễn nguyên cái bâu nè cả nhà đó, xong rồi mình sẽ ủi, mình đặt lên cái gói ủi thì nó thẳng hơn đó, mình để bằng ủi vô mình ủi như vậy nè thì cái bâu cổ mình nó sẽ nằm nó tròn nó đẹp hơn, mình ủi cái cổ tròn á cả nhà thì mình nên đặt cái cổ cho nó ngay ngắn lên rồi mình hả ủi thì cái cổ vòng cổ mình nó sẽ tròn hơn nè, mình đặt theo cái vòng chứ mình đừng có để nó thẳng băng, mình ủi mình để theo cái vòng cong như vậy mình ủi thì cái lá cổ mình nó mới đẹp đó, ủi theo cái vòng cổ nó sẽ thẳng đẹp hơn, vậy là mình sẽ xong một cái bâu lá sen viền 2 lớp bèo bận nhìn rất là xinh luôn cả nhà, đó cái lá bâu này rất là to nha, nhìn rất là hay mà nhẹ nhàng mà nó mềm mại nữa cả nhà, rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và kính chúc cả nhà luôn vui khỏe may mắn an lành, cảm ơn cả nhà đã đăng ký kênh nhà may cát đằng để học may thêu vẽ miễn phí cùng nhà may.